Rồi, video này quay lại chia sẻ với anh em một cái đàn siêu cổ. Đời của nó là từ 1915 hoặc 1920 tầm khoảng đó ha mọi người. 1915 theo mình nghiên cứu rồi thấy. Này là đàn zin từ bên Nhật mới về ha, nhưng mà xuất xứ của nó là ở Mỹ mọi người. Made in USA. Rồi, sau đây sẽ vệ sinh đồ lại. Mọi người coi ha, sau khi vệ sinh thì thấy như thế nào. Vệ sinh rồi là cái đèn rất là đập mà chiều dài á, chiều dài nó dài hơn cái đèn bình thường, và cái bề ngang này nó cũng bự hơn cái đèn bình thường luôn ha. Nói chung rất là độc lạ luôn, và nó có giá trị sưu tầm rất là cao. Nó bằng gỗ ha mọi người, rất là chắc chắn ha. Nhà thang mình sẽ đánh bát lại những cái gỗ này, nó sáng lên. Bộ bàn phím của nó thì nó cũng cũ, và cái người bên đó người ta đã lột ra à, như mã nó nè, auto piano. Cái tiếng bass rất là hay mọi người à. Rồi bàn phím này mình sẽ dán lại một bộ phím mới, mà cái phím thì vẫn zin của nó ha, mình chỉ làm cái dán lại cái lớp phủ trên cho nó đẹp thôi. Rồi bên ngoài mình sẽ đánh bass giữ nguyên gỗ ha, không có sơn xiết ha, chỉ đánh bass sơ để cho giữ lại cái nét gỗ zin của nó chứ không có sơn lại nha mọi người. Này, cái này có nhiều cái thứ độc lạ không, anh em thấy cái đàn cơ mà nó vậy đó, có giá trị sưu tầm rất cao nha anh em. Ơ dạ, cái này là không máy móc ở chi dưới rất là nhiều nè. Ở cho anh em coi chơi luôn nè. Cái này ngày xưa là nó tự đánh bằng 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 bằng, bằng giấy mọi người, chứ không phải bằng bằng ổ đĩa đồ như là mấy cây đệm mới giờ đâu ha. Thấy ghê chưa? Đèn cơ nha, máy móc vậy đó. Cơ mà có máy móc như vậy là mà còn giá trị sưu tầm vậy rất là cao tiền anh em. Thấy đã không? Gỗ chất lượng cứng cáp, cái cây này rất là nặng luôn em, tại nó bằng gỗ thật mà nên là nặng lắm, nhìn rất là sang luôn, ngay cả mấy cái núm này chế mấy cái núm cũng bằng gỗ luôn nè. À, nắp gập à, gập từ nắp rồi đó, nhìn rất sang luôn. Này đầy lại này, phải mở này lên trước, đẩy này trước, mở này này đó, đúng bài rồi. Rồi sẽ tí nữa sẽ khi vệ sinh lại rồi mình sẽ quay tiếp cho anh em coi nha. Coi lại một vòng tổng thể lại nha. Rất là sang luôn. Ồ, nhìn rất ngầu luôn á.